Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì một chiếc Honda Vario 160 mà cửa hàng Lo Duy nhập khẩu từ Indo về, chuẩn bị về với chủ nhân mới. Và vị chủ nhân mới này á, là có nhờ với bạn Duy. Đây là bạn Duy nha. Ở cái chiếc xe này là nhờ mình Khải Phạm quay lại clip làm kỷ niệm cho bạn. Xin chào bạn Lâm Hoàng Ẩn ở thành phố Trà Vinh ha. Bây giờ cái tờ này á, mình không có quay được các bạn ơi. Xe này thì bạn Duy đã chốt nè. Phí ship qua Trà Vinh là 300.000 và giá bán là 54.900.000 ngay tại cửa hàng xe Mai Duyên. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Trở lại với cái xe này thì mình xin thay mặt cửa hàng cảm ơn bạn Lâm Hoàng Ẩn đã từ xa vẫn tin tưởng và ủng hộ xe bên mình. Xe này thì các bạn cọc từ khoảng 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu cho tới 20 triệu tùy vào giá xe là bên mình sẽ ship rồi. Xe sở hữu một cái cốp rất là to nè các bạn. Đây là phần quạt cửa hàng, hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa, thậm chí cả gương để trong này luôn nữa các bạn. Bình xăng nè, bình xăng này tới 5.4 lần, rất là to. Xe này nhập khẩu từ Indo ha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại cho anh. Hôm nay đang là một ngày cực kỳ đẹp, ngày thứ tư 24 tháng 4 năm 2024. Hy vọng thì qua cái video này anh sẽ có một cái kỷ niệm thật là đẹp ngay tại cửa hàng xe Mai Duyên ha. Và xin mời anh nếu có xem video này vào cho một cái bình luận đánh giá xem là bạn Duy á, là tư vấn cho anh thế nào, có nhiệt tình không nè, có hợp lý không, và giá bên mình báo là có chính xác hay không ha các bạn, thậm chí là luôn cả phí ship. Mình nhắc lại, ship qua Trà Vinh á, là 300.000. Còn nếu mà các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ A thì từ Sóc Trăng, Hồ Chí Minh và Cà Mau là miễn phí đó các bạn. Còn về ship ra tới Hà Nội thì sẽ là 500.000 thôi. Bây giờ mình sẽ quay từ từ chi tiết lại cho bạn, các bạn xem nha, cũng như là anh trai ha. Đầu tiên chúng ta có hệ thống phanh đĩa, đây là phiên bản màu trắng mờ, màu trắng mờ ABS nha. Đó, phía trên nè các bạn. Xe về là quấn rất là kỹ những phần này các bạn, chống chạy xước, chống va đập á. Rồi mặt nạ phía trước nè, trắng mờ ha, các bạn xem kỹ màu trắng nè, cũng nâu đen, siêu ngầu. Mình nói luôn nha, những bạn nào đã từng chạy dòng xe này rồi chắc chắn là sẽ thích, bởi vì nó rất là đầm, đầm, mượt và nó rất là mạnh, nó bốc đó các bạn. Cái dè thì xe này đúng ra là đã quấn rồi các bạn, đã quấn rồi, nhưng mà Duy nói là anh có nhờ mình quay clip kỷ niệm cho nên là mình phải tháo ra và tháo phần trên thôi, còn lại mình giữ lại nè. Ha. Sau khi mình quay xong rồi là quấn trở lại. Đây thắng đĩa trước, có ABS nha các bạn, đây là cái vòng độc, cái vòng độc, vành á, là sơn màu đồng, gõ IRC nè các bạn. Đây vành 14 inch nè ha, vỏ là 180, vành 14 inch và là vỏ không có ruột. Rồi phần dưới mỏ cày ha, phía sau nè các bạn, màu trắng mờ, cái này là tem nổi nha, tem 3D luôn. Đây là phía sau, chút xíu mình sẽ nổ máy luôn các bạn. Từng công tắc, phốt pha, còi, xi nhan, Allen stop nè, cộng bộ khóa thông minh. Đó. Mình đánh giá rất là cao ở cái bộ phận này, nguyên cái mặt đồng hồ cùng ghi đông và phần ngực xe chỗ này là nhìn cực kỳ đẹp các bạn ạ, các bạn nhìn cực kỳ đẹp. Đó. Các bạn hãy nhìn và thưởng thức đi, nó rất là đẹp đó. Ở góc này đúng không, rất là đẹp, thực sự là thế luôn. Đây cụm mổ khóa, có mì yên đây luôn nè các bạn ha. Rồi bên này đây phía sau yên đem 3D Vario 160 bồn gác chân giải nhiệt bằng các nước nha các bạn. Và thâm nhớt ở đây, dây chấm cùng con phía sau nè, thắng đĩa sau nha,
xe có ABS á thì nó sẽ trang bị hai thắng đĩa trước có ABS, thắng đĩa sau là thắng đĩa thường thôi. Cái phanh này vàng đồng rất là to, phông vàng đồng. Rồi phía sau cản, phần cản này, đèn hậu, xi nhan tách rời, đèn soi biển số muốn thẳng hoàng, dè trắng bùng tách biển số luôn ha. Đây là vỏ sau rất là to nha, tới 1270 nữa các bạn, vành 14 inch. Còn đây là khối động cơ 160 S đi động 4 van mới nhất của Honda, Honda Việt Nam, Honda Indo, Honda Thái Lan luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đề máy các bạn ha. Mình sẽ bóp phanh bên tay phải, tức là thắng sau nè, bóp chặt chút nha. Okay. Rồi vậy thôi. Mình tắt máy rồi, tại vì cây bô nó có quấn độc đó các bạn, cho nên là mình sẽ tắt ha. Kiểu là mình xem cái đèn trước lại nè. Mình rất muốn các bạn xem lại cái đèn trước. Đó, siêu đẹp. Rất là ngầu. Rất là ngầu các bạn. Ai chê xấu cứ chê thì mình vẫn thấy nó đẹp. Thấy đẹp. Mình vẫn thấy nó đẹp và chạy thì rất là ok. Các bạn ơi, nếu sau này có mua xe bên mình, nhất là những bạn mà ở xa nè, ở xa ở gần cũng như nhau thôi, nhưng mà nhất là những bạn ở xa nè, có muốn mà mình Khải Phạm mình á quay lại clip làm kỷ niệm như thế này thì cứ nhắn thẳng với bạn nhân viên mà tư vấn cho các bạn á. Tại vì nhiều khi các bạn comment đi trong YouTube á, nó sẽ trôi mất. Các bạn cứ nhắn luôn với nhân viên đi, thì nhân viên sẽ nói là với mình, rồi mình sẽ quay lại một clip để làm kỷ niệm cho các bạn thế này. Mình thấy cũng hay đó. Cứ lâu lâu mình muốn lấy ra xem lại cái kỷ niệm mà mình đã mua chiếc xe này ngày mấy, tháng mấy, vào thời điểm nào, mua ở đâu, giá bao nhiêu, thì mình cứ bật lại clip của kênh Khải Phạm mình là có ngay. Nó sẽ không bao giờ mất đi, nó sẽ nằm ở đó hoài ha. 5 năm, 10 năm, 20 năm trên YouTube này thì nó không mất được các bạn. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn, đừng sợ mình cực. Cứ yêu cầu, mình sẽ cố gắng mình quay hết sức có thể để phục vụ cho các bạn và để là đáp lại cái tình tình của các bạn đã dành cho cửa hàng mình. Phải có sự tin tưởng rất là cao các bạn, cho nên là ở xa thế vẫn mua và ủng hộ xe bên mình. Một lần nữa mình xin thay mặt cửa hàng Ba Duyên cảm ơn bạn Lâm Hoàng Ẩn nha, ở thành phố Trà Vinh. Đây rồi, vị trí mình nha. Đây là phần cốp rất là to đó các bạn. Trời ơi, phần quà to thế nào vẫn mới vừa luôn đó các bạn. Rồi, tắt đồng hồ nha. Và mình cũng sẽ khép lại cái video này ở đây. Các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên đi để được tư vấn chi tiết hơn, tư vấn thêm về ship xe, về trả góp luôn, nếu các bạn có định mua trả góp ha. Xin chào các bạn.